Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi đi. Và hôm nay vẫn như mọi ngày thì mình vẫn làm một chế độ đánh CML Việt Nam đây. Trên tay mình là trong ba lô của mình là mang theo khẩu M4A1 Azura Semi cái gì Jam Semi gì. Một em nữa đây. Cố lên. Đó đấy, ra đây em ơi. Ra đây em ơi. Ôi mẹ rồi. Khẩu M4A1 hoa nhài. Dì theo tiếng Hán nó là hoa nhài. Úi, móc. Rồi, một em nữa chết, bốn mạng rồi. Cổ này bắn cứ giật rồi gì ấy. Mình bắn quen AK, thấy mọi người bảo bắn AK giật. Nhưng mà mình thấy mình không bắn quen cổ này thì nó giật hơn. Và chỉ có nhấp với cả ghim tâm thôi. Ghim tâm chuẩn của nó rất là bá đạo. M4A1S Jam Semi. M4A1S hoa nhài. Đấy, nó đổi gió tí. Làm mãi hàng VIP thì nó cũng ấy. Hôm nay còn mình xem thấy trong ba lô còn có 1 giờ thôi. Thế mình tranh thủ làm. Hình như còn khẩu Famat Famos nữa. Famos mua trong gì nhỉ? Mua trong siêu thị hôm lọ giảm giá còn ít. Móc này. Còn có 29 kim cương thôi. Thế mình cũng mua khẩu đấy vĩnh viễn rồi. Thì nên mình sẽ vào mình tay khẩu đấy xem như thế nào. Famas xanh nè. Hôm nay làm hai khẩu súng đều có màu xanh. Xanh ít tờ đấy. Chưa mà có bom này vào đây này. Đấy. Rào không đầy nữa. À còn. Có tiếng chân. Thành ra sao vuông mít. Rồi ông kêu ông dùng cốp rồi. À dùng gì. Khẩu sóc ăn ấy tên là gì. Cờ OV357 hay cái gì mình quên mất rồi. Ý, mít này. Rồi, 2v4. Mấy ông kia thủ kiểu gì đây. Một em nữa này. Ngồi này. Ông này cũng cầm súng giống mình à. Một em nữa này. Chết đi này. Gặp team Grand Theft Auto. Trong này. Ôi chết rồi, phí quá. Tận hai thằng vào bắn mình cơ mà. Ông kia ông đang ở đâu kia, về B đi. Rồi hay lắm, còn một thằng nữa thôi. Nhanh lên. Rồi hay, gỡ bom nhanh. Sao không cầm dao đi cho nó nhanh, trời ơi. Cầm dao cũng thua. Đi về từ đấy phải nhanh không. Rồi mình sẽ sang B mình thủ thôi. Sang B thủ thôi, thẩm du thôi. Ê, có tính trận, có tính trận này. Một em, ô kìa. Yếu rồi. Một em nữa. Em này cũng yếu luôn. Rồi, mùi rồi, lên thôi. Lùi rồi. Lùi về dốc bên nhà nó rồi đấy. Hầm con này. Hầm, còn sao. Cuộc đời tôi đã chấm dứt ở đây. B2 nhá. B2. Và trong B đi kìa, B2. Có thấy chát không? B kìa, trong B. B. Oh no. B, bố ơi. Oh. Rồi, B chết rồi. Rồi, bố đang đi đâu đây? Đang đi tìm súng để đổi súng à? Ông này cũng clan Tezuki à? Cùng clan luôn này. Mà không phải, clan Tezuki này có dấu chấm ở đầu. Ui, làm cái gì đây? Làm xong cả bom, cũng chết rồi.
Như quần ăn tên du ký sao để ký tự TDK khác nhau kia. Còn nếu mà thủ sâu trong cái quả đúng mà thủ sâu trong B thì khi may lại thắng. Ấy nó vẫn để B này. Về đi B1 thôi rồi. Ôi B3 này. B tận 3 người canh kìa. Khéo nó móc mít cũng lên. Đấy, 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 đấy hành lang này. Hành lang. Bọn này đánh hành lang đấy. Nui, nui, nui. Một em. Chia ra này. Đấy. Một em nữa này. Một em. Cố lên, cố lên. Chết đi, chết đi. Chết đi anh ơi, chết đi. Mãi không chết rồi, may quá. Chết rồi, chết rồi. Tập hợp A, bom dây A, bom dây A, bom pha đực. Bom pha đệt. Phát hiện bom. 14A1S. Lá khẩu này ở trên thân của nó có vệt một đen đen này. Còn khẩu nào mà không có chữ S đi thì có hai dòng. Phát hiện bom. Một khẩu là có chữ S. Một khẩu là không có chữ S. Cái dòng 14A1 hoa nhài này. Chữ S thì có cái vệt đen đen ở giữa thân súng. Còn lại thì không. Hành lang, hành lang. Hành lang lên này. Hành lang lên này. Hành lang lên này. Chết tươi luôn. Chết tươi luôn. Rồi mình lại đi B, đồng đội ở hết nào rồi kìa. Có tiếng chân này, có tiếng chân ở trong phòng B. Chứ gì đã một ông đồng đội đã chết rồi kìa. Ui. Ui vãi trưởng M37 cốp. M37 coi B bắn phát chết luôn, chết tươi. Hay lắm, còn 3 tiết thôi. Trong B như còn sao ấy, vừa nghe thấy tiếng chân lúc nãy nhảy sao. Đấy, trong B này, hầm 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 ra này, hầm ra này. Hầm vào này, B B B. B. Nó đánh B rồi. Canh A làm cái gì? Trời ơi. Mình đã cố tình bật mic lên mình nói rồi. Rồi, chết tươi luôn. Đã bảo rồi, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngáo thôi. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội không thông minh thôi. Ôi rồi ôi, chết luôn. Bó tay cho móng tùng. Thôi kệ. Thua thì thôi. Rồi, lần này thì mấy bố này chuyển sang đánh B. Đấy. Chuyển sang canh B. Ba người canh B và không ông nào canh mid. Một A. Một rào. Quả này mà nó đánh hành lang thì thôi xác định là chết hết. Ok, đồng đội mình canh... Đồng đội mình canh hành lang rồi. Cố lên em ơi. Về B. À quên, về A. Trời ơi, đồng đội về A đi. Hành lang vào A rồi kìa. Về A nhanh. Hay, trời ơi. Một em này. Một em chết tươi này. Bom sai A này. Anh em ơi, về A đi nào. Trên A vẫn còn, trên A vẫn còn. Đấy, đây. Mày thăng nữa. Thăng này. Chưa mà có bom này. Vẫn không chết, thế nó mới đầu. À hai thằng này. À hai thằng, một em. Một em nữa đôi, trời ơi, em nữa đôi. Đây rồi. Bom. Bom đang ở đâu, bom đang ở đâu. Thôi, xác định là cũng đổ rồi. Mình không nhìn thấy bom. Mà có quả đấy mà có gỡ bom thì chắc là cũng không kịp. Mình không có gỡ bom nhanh. Chán lắm.
Đồng đội phải về nhanh cơ, cover phải tốt không? Trốn, rào đông đấy. Ôi chết, ôi nó biết mình ở đây rồi, trời. Ôi ngu người rồi, trời ơi phí quá. Đấy, biết ngay, thua. Quả này chắc thua rồi. Bắn luôn này, bắn luôn. Ui rồi ô, mình bố kia bố anh tạ dưới kia thì làm sao mà tôi đánh được. Rồi, thua tiếp luôn. 1-5. Còn này bạn mà cần đi được thì mình cắt chim luôn. Mình tự tay cắt chim mình luôn. Không cần phải nằng nhằng, mình tự tay mình cắt chim mình luôn. Đằng sau quay, hành lang có này. Này, chủ dĩnh sẽ có bom này. Ý. Úi xồi. Rồi. Thua sấp mặt nở. Sấp mặt bờ. Rồi ok, thì ván này thì mình đã trang bị cho mình cái khẩu Farmers xanh này ấy. Xinh nhé. Wow, thôi chết vỡ mồm quả này, đụng lộ clan nghe nữa rồi. Farmers S. Quả này được cải tiến, nhìn trông nó cái kiểu gì, trông như kiểu cầm cái hộp. Chả lẽ cầm bẻ đôi súng ra ném chết địch. À không có người luôn này. Công hết đến nhà mình rồi à? À hành lang có này, hành lang một em này. Úi trời ơi. Hành lang trên một rồi. Về A đi anh em ơi, về A. Cái này nó có chức năng đặc biệt. Bắn chùm hay là bắn nhanh ấy, mỗi lần bắn được thì mình tí nữa mình sẽ bắn thử cho mọi người xem có bắn được không. Đấy, mỗi lần bắn chắc là tầm được 3-4 viên ấy. Rồi chuyển sang bắn thường thôi chứ kiểu này nguy hiểm lắm. Bom đâu rồi, trời ơi cạn rồi, không thấy đồng đội ở trên A hết. Không thấy đồng đội đang ngồi lù lù ở trên A này đấy. Cái nàng đâu? Ôi, ui đây này. Mày quá cuối cùng cũng chết rồi. Có cái bảng CFL này ở phía bên thủ ấy. Có lợi thế là được sắp xếp hồi cái chỗ mà hồi sinh cần rào. Ở phía bên công thì mình chưa bao giờ mình được xếp vào vị trí gần rào cả. Toàn ở giữa hồi sinh thôi. Như thế là một cái bất lợi thế rất là nhiều. Và còn 22 máu. Không nói được gì sao. 22 máu. Đối đầu với cả mấy thành viên Kenny kia chắc là mình cũng đài rồi. Rồi vẫn còn cơ hội. Tỷ lệ thắng bây giờ chia cho 45 với cả 55 rồi. Mình máu yếu nên chỉ gọi là 45% thắng thôi. Nào đây, hay ông này sniper hay quá. Một đêm. Về ai đi ông ơi, về ai đi. Thôi chạy về B đi. Chơi cái quả điều, chơi quả đánh lạc hướng vậy. Ui đây đây, ô đứng đây làm cái gì. Ô cạn lời, đứng đây làm cái gì biết. May thế, quả đấy may thật đấy. Rào có.
Đi chậm nói khẽ cười duyên. Đi, ê, ê. Ra đi em ơi, mù đặc biệt em ơi. Mù chưa? Chạy ạ, à, chạy đây. Mù chưa, cố lên, cố lên. Trời ơi, cái súng kỳ xó này. Hay quá, tưởng bắn súng 2-3 phát mà không chết nữa thì thôi. Nên ra đi, nên ra đi, nên ra đi. Ôi, trên ăn nó về kéo về đông rồi đây. Trên ăn kéo về đông, ít nhất là 2 thằng. Một em này. Ôi, chết rồi, chán quá. Cố lên tình yêu rồi các. Các tình yêu rồi, cố lên đi. Thằng này yếu lắm rồi, thằng này yếu lắm rồi. Trời, chết rồi. Rồi, sorry các bạn. Mình vừa có điện thoại, thế là cái phần mềm quay clip thế là nó tự nhiên nó bị dừng luôn. Bắt buộc lại phải ra bật lại. Bị mất tìm một đoạn ngắn. Một đoạn ngắn thôi. Đoạn ngắn, ông kia ông cầm IWKM cân 5, à, cân 4 nhưng mà không được. Một tem này. Ý, trời ơi, nùi ngay. Rồi, chơi cái bài đánh chắc thôi. Chứ còn cứ thế mà tùng vào bắn trúng vỡ mồm. Sao chung mình hầm nhiều thế? Một đây này, một đang nghe bên trái này. Một nghe bên trái này. Này, này em này. Ui, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Thôi bỏ mẹ rồi. Cố đi. Ôi, chết luôn. Thế mà em đã chết rồi. Vào B đi, vào B đi, vào B đi. Xong vào B luôn. B trống rồi, B trống, B trống, B trống. Chơi cái này để chơi đánh kiểu đánh chiến thuật, đánh mẹo. Ở bên kia đi cùng team clan mà. Nhưng thôi tốt nhất là cứ chơi chắc. Em là cứ phải chơi chắc. Đấy, hay quá. Nhiều lúc này, nhiều lúc thì nhiều lúc ý mà đặt bom xong rồi có những trường hợp này nhá, mình đặt bom thế là bên nó còn có tầm 2 người thôi, bên mình có tầm 4-5 người chẳng hạn. Mình chủ quan thì mình đặt bom xong thì mình ra mình bắn, mình ăn mạng để cho đồng đội canh bom xong rồi mình xuống ra mình bắn. Nhưng mà ai cũng nếu mà ai cũng có tư tưởng đấy thì mọi người toàn đi ăn mạng thôi, ít khi ai ở nhà canh bom lắm, ít khi ai ở xa canh bom lắm. Đấy, có rất nhiều trường hợp như thế rồi và mình cũng phải như thế. Và trường hợp xảy ra đó là một là bị địch có bắn chết, có thế mình không có thế mình kiểu chủ quan ý, đi tìm địch thì là nó bắn chết luôn, sau đó vào gỡ bom. Hai là gì nhỉ, gỡ bom trộm. Mình thì tìm địch ở A, còn nó thì vòng qua B, nó gỡ bom. Ê, nó bị đầu. Nhưng tốt nhất là lúc nào cũng phải canh chừng bom, đặt bom xong phải canh chừng ấy. Trốn trốn thì không bắn được thì cứ trốn trốn. Mà bắn chơi C4 mà, có phải chơi đấu đơn tự do hay là đấu đội gì đâu mà phải xong nên bắn làm cái gì. Các bạn làm cái gì thì làm, cứ thắng là được. Chơi C4 cứ thắng là được. Không quan trọng là phải chơi bẩn hay là cái gì không. Núp, núp nhá. Cái chiến thuật núp ý hoàn toàn không phải là chiến thuật chơi bẩn. Các bạn phải sử dụng cái đầu của mình để phải sử dụng cái đầu. Nếu mà bắn không lại người ta thì phải sử dụng cái đầu để bắn lại. Đấy, thế này này, đấy. Trong ui thùng 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 một rồi, bê trống luôn, bê đi, bê đi. Trong này em ơi, canh mít à, hay quá.
Trời ơi, tưởng như thế mà lại thắng cái team kia. Team mình anh em bắn hay quá, thế là thắng được cái team kia rồi. Vừa mới bảo xong, vừa mới khen xong thì chết. Không có em nào móc. Các bạn để ý, cháu thỉnh thoảng mình mà để ai nhiều quá kiểu gì nó cũng móc dốc bê cho mà xem. Dốc bê vừa hồi sinh nhà mình xong móc lại rào hoặc là móc lại hành lang. Thôi mình cứ chơi bà chắc thôi. Cứ phải đi chậm nói kẽ cười duyên và bắt người. Cái gì thì cũng phải bằng người hoặc là hơn người thì mới dám lên. Bởi vì nó hơn người mà thủ sâu, thủ trong sai nó rất là nhiều. Bây giờ còn một ván nữa thì chắc là cũng không để lên đâu. Không dám để cao đâu, vừa mới bảo xong thì ông này ông chết luôn. Rồi, 3 đấy, 3 vì 3 rồi. Ôi, hay quá. Bom rơi à? Bom rơi đâu kia? Bom rơi hành lang à? Ui, về về B đi, về B đi. Ui. Về B đi, về B đi, B đi. Không biết là B còn không, hình như B không còn. Ui, trên sai. Ui trời ơi, trong sai. Trên sai kìa. Cố lên. Trời chết luôn, mình chủ quan quá. Trời ơi. Thôi không sao, cố lên. Cố gắng bắn em thắng lại. Cho quả bom này. Em cho quả bom thôi, xong em sẽ cho quả bom khói banh và em sẽ lùi. Rồi, ông này thả bom để quyết tử cho một chút kết sinh đây. Có không, để em lên, có không. Lên nhá. Hy sinh đi. Có máu đi. Thôi, lên thôi. Cho có bông khói đã, cho có bông khói. Ôi, bông xong rồi. Cái súng này mà bắn xa thì thôi khác gì gãi ngứa và báo vị trí cho nó biết mình đang ở đâu. Cái súng này bắn tầm gần thì bắn rất là êm, mình thấy cái súng này bắn rất là êm đấy. Các bạn nào, cái súng này có mỗi 29 kim cương thôi, rất là rẻ. Ý, thằng này yếu rồi này. Mình không còn có bao nổ, không nó cũng chết tươi rồi đấy. Rồi, xong một với... Ôi, thôi bỏ mẹ rồi. Ôi, trời ơi. Thôi, quả này xác định chấm tôm rồi. Xác định chấm tương rồi. Xác định ăn ngay một hũ tương bẩn vào mặt rồi. Trận sau đừng cầm sớm ít nữa. Chuẩn. Đấy. Dục bê một thằng. Dục bê lên một thằng này chết tươi luôn. Ít máu để lên nhà mình. Hầm một em chết rồi. Còn hành lang còn đấy. Nhảy xuống không bạn ơi, nhảy xuống không. Ui thôi trời. Mù đi. Này. Thôi còn có mấy giây thôi, trời ơi. Không kịp thời gian rồi. Còn có mấy giây thôi này. Không kịp thời gian nó mới đau chứ đi. Bó tay. Ôi, kéo này bị lật kèo đấy anh em ơi. Lúc này 4-1, giờ lên 4-2 thôi này. Kéo đi bị lật kèo thì 4-1 đấy. Trời này, bó mù luôn. Chết đi. Nào, đừng chạy. Anh ơi, trời ơi. Cuối cùng cũng chạy kịp rồi.
Đấy, chỉ 40 máu thôi, còn 60 máu thôi, tầm 60k máu thôi. Thôi bắn xuống đây còn ít thời gian quá, mình không kịp đặt bom thì mình phải cố lên mà bắn chết thôi, mà cuối cùng cũng không kịp. Đây là bê một thằng, hành lang một người đấy, mà chết thằng hành lang cũng không kịp để chạy về bắn thằng bê cả. Có không, có không, rồi không có luôn. Đây là, trời ơi, hay quá, hay lắm, tỷ lệ bây giờ 80% là thắng rồi. Anh em lên bê, lên la, lên la, lên la. Ây sai, ây sai, ây sai được, ây sai được. Bom đi, bom đi, hay quá. Đi Maria. Ôi, tỷ lệ còn 70% thắng thôi. Lên B. Trời ơi, bom ma nó làm gì mà nó lên B. Ui, rào chết, rào chết, rào chết. Ôi thôi xong một mẹ rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, chạy, 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 cố lên, no. Hay quá, bom nổ luôn. Rồi. Thế nào cũng thắng Team Grand Canyon. Một chiến thắng ngoạn mục. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa team của mình. Ý, không nào cũng. Ok, các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều clip hay nữa. Bye bye, xin chào mọi người.